trình độ bay của phi công Việt Nam bây giờ thì hoàn toàn không thua kém gì các phi công của nước ngoài. Các anh bay rất là chuẩn, đều và giữ cự ly rất là tốt. Điều đó chứng tỏ rằng cái trình độ bay của phi công Việt Nam đã đạt một cái trình độ rất là cao. Từ 2 tháng trước và bọn em đã quyết định là book vé ra đây để tận mắt xem những tiết mục biểu diễn trực thăng và tiêm kích Su-30 của Không quân Nhân dân Việt Nam. Thì em là một người đam mê hàng không thì em thấy rất là phấn khích, không thể diễn tả được một cái sự bồi hồi trong em.